Thánh Nhai quay lắm, xin chào đại gia đình Thánh Cơm nha các bạn ơi. Bữa nay lại một ngày đẹp trời đến với Thánh Nhai quay lắm nữa nha các bạn. Thì các bạn thấy cánh đồng này thì các bạn cũng biết nha, anh em mình bữa nay làm video gì rồi các bạn? Hôm nay bồng lùa muốn nha các bạn. Gì sắp chín đi làm chuột hả? Lúa rồi giờ chuẩn bị cắt rồi nữa bạn. Anh em mình đi cắt lúa kìa các bạn. Cắt lúa về bán trước hả? Anh em mình đi cắt lúa. Lúa giờ mắc quá trời, đem mình đi chiếc xe của anh em mình chuẩn bị quay cái xe lúa hả? Xe chở lúa anh em mình phải không? Thì nói chứ các bạn ơi, thì anh em mình bữa nay để làm một cái video là về bắt cua ngủ đông nha các bạn. Đúng rồi, cua ngủ đông hồi xưa các bạn thấy mấy ta bắt cua biển ngủ đông hả? Thì đây là chú cua biển. Cua đồng rồi ơi. Xưa bạn thấy ta bắt cua đồng là bắt dưới nước phải không? Bắt dưới ruộng mà. Anh em bên đây bắt cua ngủ đông nè, các bạn biết cua ngủ đông chưa? Chưa đâu, chưa thấy đâu. Trời ơi. Nãy thả nó 1 ký rồi, không có đâu. Ngủ đông chưa thả không rồi. Anh em mình sẽ không đợi các bạn chờ lâu nữa, anh em mình tiến hành đi bắt nha các bạn. Thì cách bắt như thế nào thì anh em mình mời các bạn theo chân anh em mình nha các bạn. Từ đầu cái bắt nào anh em mình cũng biết rồi. Đó. Chơi cái này là cái dũng hồi xưa các bạn. Giờ nắng này nó khô rồi. Mấy con cua nó không có cút xuống nước kịp á, nó sẽ như có cái kén vậy đó. Nó phá kén xuống ngủ đông nên anh em mình đi bắt nè. Cái hồi sáng mình bỏ hang nào mình nhớ không? Anh em. Hồi đó là mấy cái hồ này không phải đâu, tại mấy xe lưu nó lưu quá trời, nó rung cái giò nó ra không được á. Nè, hồi đó mấy cái hồ chỗ này nè, cái hồ nước nó ngập sắp lên tới đây luôn nè, cá bố mọc đầy chưa. Ừ, mấy con gì là phải có nước mới sống được nha bạn, cái này là không có nước nên nó sẽ đợi ngủ đông, đợi mùa mưa nha. Con cá rô vẫn ở trong hang nha, thì đó nó cũng ngủ đông thôi, nó đợi tới cái mũi là nó chui ra đó. Thì khi mà ngủ đông đó phải nó không có hang không đấy đó, đó nè các bạn. Vậy hang gì, hang rắn mối hay là hang rắn hay là hang con? Hang con. Đây lấy đầu lông đao lại. Ấy nó kìa. Có. Không có lấy đầu đựng sao bắt ngu á. Thôi luôn. Con lấy đầu đựng mới che. Quên nó khỏi nó tỉnh. Thôi luôn. Nó tỉnh lại hả? Đúng rồi, tại anh em mình là cái này là độc sức quá, anh em mình sẵn. Đấy, bên đang ngoài nữa nè. Ừ. Quên. Của nó đó. Quên. Ừ. Lấy tay ra. Lấy tay. Có chừng bít hang nha. Bên này cho bạn thưởng thức cua ngủ đông nha, sao bạn? Mập không? Chắc mập ha. Thì các bạn có gì ngủ đông không mập? Hồi đó giờ Thắng cũng không biết là con vợ ngủ đông nó có mập đúng không? Đúng rồi. Đang nó chờ nước nha bạn. Nó chờ mưa xuống. Chờ cơn mưa xuống nó sẽ bò ra nha các bạn. Hồi xưa cũng nghe cá ngủ đông không mà không nghe. Nó có đâu vậy? Nè, đụng rồi nè. Đụng chưa? Đụng chưa? Đụng chưa? Đụng chưa? Đây chọt cái nữa. Nó dậy chưa? Nó dậy rồi. Rồi, anh mươi anh. Giống tươi lắm rồi đó. Anh mất rồi. Anh mất cua rồi. Thì không bao nhiêu người biết mà cái vụ bắt cua ngủ đông ở đâu thiệt luôn á. Nó mất cua nha bạn. Mà cua mùa này mập nè. Lấy cái gì được rồi. Ngủ đâu ngủ thức đang thức gì mà ngủ. Không biết đụng á. Ngủ. Thằng Dũng mà đụng rồi nó mới ngồi thức không? Ừ. Thôi vậy cũng có thành quả bắt. Ê mập lắm nghe, tháng này nó mập lắm nghe. Tháng này là cua bao mập luôn. Rồi, lấy bao gạch luôn. Này luôn các bạn. Ừ, chơi này luôn. Trở lại. Ừ. Nè đây. Luôn nha. Đây có cái hang nữa nè. Rồi anh không được cùng rồi. Anh cùng hả? Cùng rồi. Vậy đi. Thôi anh em mình đi kiếm nữa các bạn ơi. Các bạn ơi, anh em mình thành quả đầu tiên nha các bạn. 50 con vậy là đủ ăn rồi. Vậy. Cái này bọn em bắt rồi. Bắt rồi luôn hả? Ôi chơi gì, gũ anh em quay clip bắt trước. Đi kiếm rồi. Ừ. Quên phải nói cũng phải chơi phỏng tay trên nha, tại có người ta chỉ cái cách bắt á mình mới biết các bạn. Ê mềm xèo đụng nó là bóp chết nó hay gì luôn à. Ê con bự không bự bắt nằm em vui ngủ đông được khỏi sao bắt nó thích không vậy. Giới thiệu cô ngủ đông rồi bắt thích không vậy đó không ngủ nè ngủ nó em á quần đó ông nè không có kén lớp nè lớp áo nè. Nó báo gì lớp sình không thắng móc á. Không có, nó bị đóng sình trước hôm ngày á. Hai con các bạn. Rồi, hai con bạn. Hai con. Thôi ngủ rồi các bạn ơi. Con này ngủ rồi kìa. Ngủ kìa không? Thấy không? Ngủ đâu? Đâu. Đó. Ngủ đâu? Nó đợi rồi. Ừ, nó ngủ rồi đó. Nó đang dưỡng sức á, nó không hoạt động á. Các bạn biết cái một này lắm nha. Từ ngày hôm nay các bạn sẽ biết. Mà sẽ không còn nữa. Đây này không. Đâu? Ừ nó đó. Làm con ơi. Đâu? Đây nè.
có trơn trơn chưa? Chưa à? Này có trống trống không? Trống trống rồi. Gì? Em trên nó hôi con này quá. Trống trống có thể là ấy gọi đó nha. Bút luôn. Lỡ con khác nó vô ngủ sao? Dễ gì. Ngủ đông luôn. Bóng thác. Dũng thọt vô thử Dũng, tay nhỏ Dũng. Vừa bắt chưa? Có không mà đụng rồi. Con này chưa đâu. Thọt vô đây. Thọt vô. Quên con gắn không ăn chung quá, gắn một mắt cái thọt. Nói gì? Lo một cái anh Thắng. Hay luôn trời ơi. Nè người này chấm cá kho phải không? Ừ, vậy nè. Đây này còn mới vậy sao có cỏ gác trong này nè. Nó thọt vô chuột chà bá luôn, chết luôn. Cái này chắc thôi hái hả? Thôi làm nắm quá. Về chấm hả ông Thắng? Về chấm này để sơ xào cũng được đó nè. Đúng rồi. Nè. Có không? Có không? Ê ngủ đông làm em ghe thiệt quy. Thiệt không? Nằm không? Thiệt. Phải đào bự ra kinh lên luôn em ghe luôn á. Ừ. Đào bự ra nè. Nè nằm nè. Chà bá luôn. Lên ra coi ngủ chưa? Thức các bạn. Thức các bạn ơi. Vậy là bị danh vụ rồi. Danh vụ rồi. Mày phải rửa cho hết cát ai nướng nha. Đúng rồi. Đó, ngủ kìa. Đâu nè, ngủ nè. Không chết. Trời ơi. Giống ngủ nữa. Ủa nó mất tiêu vậy? Gì? Bự, tự nhiên bự mất tiêu là sao? Không, tại nó em đào nè. Thì nó nằm dưới đâu? Đụng rồi nè. Hết nước rồi nó sẽ ngủ. Con này bự quy. Cho bá nó anh luôn. Mấy gà vận tay tao coi xíu. Cua đồng bắt cái nước xưa rồi, anh em mình bắt. Cua ngủ không à? Nè, mình bắt nhẹ nhẹ nó mới ngủ. Ngủ không? Nhẹ nó mới ngủ. Đó, ừ, ngủ đồng bây giờ. Mình phải có kỹ thuật bắt mới được. Thức rồi. Ngủ đồng nè. Thức rồi nè. Rõ nó mới thức. Thôi thức không à? Sao cua cái không à ta? Cô dập ấy luôn rồi nè, móc cái bể ấy luôn rồi. Trời ơi, Dũng móc. Móc quay sức phép luôn rồi. Nói gì kiếm này cũng cực nha. Kiếm hẹn hả? Đi qua cái bãi này đây. Bãi này nè. Có không? Không. Cùng không? Cùng rồi. Quán hàng đó đó. Nó bò ở đây, nó đây, nó đục qua đó, nó qua đó. Ê, có nè. Móc đi. Làm thân mặt luôn nha bạn ơi. Nó móc nhẹ nhẹ thôi. Móc nhẹ nhẹ coi nó ngủ thôi, cho các bạn thấy nó ngủ thôi. Thích rồi. Thích nữa hả? Nè, đây hang nữa nè. Ê, sao cua đây dễ bắt vậy ta? Thấy thường thường là người ta ăn trộm là canh người ngủ không? Hang gì vậy anh? Anh? Hang cùng. Nó hang cùng. Cùng. Nè, con này có nè. Ê, nó, qua đây quay con này thấy luôn nè. Thấy nó ngồi đang ngủ không? Kìa. Nó nhắm mắt hả là mở mà. Ngáy khò khò luôn kìa. Đó, coi này. Kìa, thiệt. Không, thấy ngáy khò khò luôn kìa. Quay thấy không? Hửi, thấy cái tách. Thấy nha bạn. Vô rồi. Còn nó mắt. Nó ngồi ngáy khò khò luôn á. Con này nhỏ bạn ơi. Ê, trời ơi, con tháng này mập rồi. Này, móc ra luôn. Mở mắt rồi, thức rồi, thức rồi, thức rồi, thức rồi. Mở mắt hay vậy? Mở mắt rồi. Ngủ lắm con mắt. Nó nhìn chưa? Ờ kìa thấy kìa. Thấy các bạn, nằm hai các bạn. Thấy không? Đó. Chưa thấy nữa hả? La lớn nó chui xuống hào. Đó, nó đưa cái càng rồi. Thì nó thức rồi. Lại thức rồi. Mình la lớn quá nó thức. Giật màn báo mà không thức sao được. Đó, thấy rồi đó. Lùm lên, lùm nó lên. Để cái tay vô cái càng, cái kẹp cái lo cái càng ra. Đó, thấy không các bạn? Kìa. Nè. Đó. Đó. Lùm ra, lùm ra, lùm ra. Rồi ơi. Cái gạo rồi đó. Đó. Ngủ rồi. Cua này mập lắm. À, đây có nè. Không dạ cái kỹ á bạn ơi. Thấy mấy cái ổ đùng 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 là nó đó. Nè, ổ này hai. Đây đây đây. Đây nè. Đó đó. Đây tay. Chuyên nghiệp vô. Để tới thợ phát cỏ vô. Ừ. Chuyên nghiệp quá. Chào con trắng bị vụt hay vụt hết rồi sao. Dính vậy. Mày đứa trách nhiệm đào đi, anh đi kiếm hang cho. Nè, cầm này đi, anh đi kiếm hang cho đã. Anh kiếm hang đi, em kiếm dành bắt. Ê, đây nữa nè. Đâu. Nè nè.
hồi sáng anh bỏ anh nhớ hang mà. Giống mấy thằng bỏ quá. Đây có con cánh cam kìa. Dạ. Dạ. Sâu Dũng ơi, thật tay chưa. Cam. Cam. Bỏ cánh cam. Con gan hổ đâu không? Ngồi. Trời trời con một xích tao con gì con này ăn được không vậy anh? Được. Ăn ngay. Một xích đầu dữ vậy. Quá trời luôn nè. Ăn đi. Một xích sao ăn nội. Vậy gan anh gan muối hả? Tào lao. Được, nó hơi hôi thôi. Ăn thì được rồi đó. Các bạn ơi. Không. Con này đúng đúng ngủ luôn nè. Được. Thức rồi. Ồ thức rồi, thôi con này nhỏ rồi bỏ. Ngồi xuống kinh thả, ngồi đem xuống kinh thả. Nè. Chỗ ta đang ngủ bắt nó lên thả kinh. Ừ. Ủa sáng mình mua đâu có con nhỏ đâu ơi. Để ta dùng. Tới giờ, tới giờ. Đụng nó chưa? Đâu, sâu quá vậy? Con bự, bự, bự. Kìa, kìa thấy kìa. Đó, nó hết hồn nổi chó tao. Bắt đây. Bắt nào? Bắt đây bắt đi. Quay thấy không? Thấy. Thằng này ẩm ướt dữ nha. Thấy đấy, bỏ bỏ. Xịn. Nó xịn. Cua ở đất cát không có. Cua nó mập dữ hả? Nó ngủ đông vậy đâu bò chạy đâu. Hay da ha ha. À. Chị gì á đây nữa. Rồi lên lên lên. Trời ơi. Được được, cô cái cắn, cô cái. Cái này là cô cái không lộ. Cái hang mình thấy nha các bạn. Trời ơi, con này con cua này. Cái không lộ. Cái này cái mu nó nè. Ủa cái gì? Kiếm. Mấy bạn thấy con cua màu này là chắc lắm nè. Nè mà đang đen vàng vàng nè, đóng phèn á. Mấy cua đóng phèn là thở đâu hay có cái hang bự nữa nè. Hết sắp dừa anh em ơi. Ê. Ê gà, ê. Tôi đây là Dũng ơi. Con gà mới chạy. Cầm hỏi ai? Nè. Cầm túm lại đó. Thấy không? Ủa, thấy. 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 Nói chứ các bạn bữa nào mà muốn trải nghiệm miền Tây sông nước thì liên hệ anh em mình, cứ cầm anh vô nha, anh em mình sẽ dẫn các bạn đi trải nghiệm như vậy nha các bạn. Mùa này mùa lúa chín nè, xuống đây có chuột đồng rồi đó. Anh em mình đi dẫn các bạn đi bắt chuột đồng nữa. Anh Thắng là một sát thủ bắt chuột đồng đó bạn. Bên đây 2-3 hang đó là vậy nè. Ừ, mà không thấy đâu, chỉ có hơn. Nhóc đông thở. Nhóc luôn rồi, trời hang nhóc luôn mà. Anh đục bít trên này trên đây. Bên đây Dũng. Phải đạn. Cái hàng chỗ đó mà không có gì. Chơi xong. Nè nè, thấy luôn nè phát. Ừ, đâu. Nè nè, nó cào queo luôn, nó thấy luôn nè. Mồi gà. Hổ này lấy tay bắt được rồi tới mà. Vậy con. Vậy rồi. Nè thấy không. Ai ơi. Mồi gà. Này đục bít nè Dũng, xuống đục bít xuống lưng nè. Không. Ê. Mấy cục đất lên đây. Nè nè tay. Cái này có mà không biết nó nằm đâu nè. Thấy hàng chưa? Có rồi nè. Em dứt cái cục đất đùng bít đi lên đây. Có cục đất. Đó đúng rồi. Mình gặp nó sẽ có cái hang. Ôi cuốn nó cũng bị tại tại. Ê! Nó đi nè. Nó ra ngoài luôn rồi. Đâu. Ừ. Đâu. Nó ra đường hả rồi. Quải đạn. Nè. Quải đạn camera thì camera thôi vậy bắt. Bảy. Con này bắt rồi, con này nó vuột nè, con này nó xảy trong cái nón ra nè. Thấy không? Nè, lắm thôi nè. Ừ, có đó. Trời ơi, nó xảy, nó dài xảy hàng chi, nó thấy thiếu thiếu. Thấy ít ít phải không? Ừ. Nè. Đúng rồi, đó đó, cái hàng hàng đó đó. Em bị nghe người ta camera người ta bắt ở đó vậy vậy không á. Lấy tay. Tay tay nha. Tay tay. Nè, này mà không biết nó nằm đâu, không biết. Ủa, sao cái hang? Nè, nè, không được bít nè Dũng ơi. Nó nằm bên đây quá. Nè, nè. Ê, nè đó nè. Đùng bít rồi nè, nè để rộng ra luôn nè, đây tay nha cho kỹ, lấy rộng ra cho coi ba con luôn, đâu đi kỳ của hai đầu cua đi kỳ của ba ơi, ba con mà ba con kia nè, thấy không đâu. Ngủ kìa các bạn, vàng éo luôn nè, vàng éo luôn kìa đó đó, cái nào mày thấy á. Ừ. Ê lấy tay bác đừng lấy nữa. Ê ê ê
ngủ đông mà ngủ, em ru thấy không đó, ừ. Ngủ đất à đó, chưa dậy nữa đó 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 vô. Ai qua nghiên cứu cái hang này coi nó nằm đâu nè anh em, khó nằm mà không biết nó nằm bên đây hay là cua này chắc địch luôn ha. Nè anh em nghiên cứu rồi đâu Dũng sắn bên đó thử coi, nghĩ là quanh đó đó. Hello các bạn, thì nãy giờ các bạn thì trong thời gian chờ đợi anh em mình cũng đã chế biến mấy con cua xong rồi các bạn. Thì anh em mình làm clip đơn giản vậy thôi. Quan trọng là hướng dẫn các bạn cách bắt cua ngủ đông thôi. Ngủ đông thôi. Thì thật ra là cua nó trên bờ vẫn có ở ha. Nè mấy con cua ngủ đông là nó gạch cỡ này nè thấy không? Cho khui ra khui ra. Khui thử hả? À, khui không có hử luôn. Trời ơi. Trời ơi. Thiện thiện. Thiện chưa? Mập chưa? Đâu thử con nó này. Nè giờ mình thử thử nha, tại vì mấy con cua ngủ đông này nó gạch dữ lắm. Mập nữa. Trời ơi. Mập không? Xịn xịn. Mập mập. Được. Bể thiệt. Ngon bạn ơi. Hướng dẫn cách bắt thôi chứ. Anh nó tàn tàn chứ ngon lắm nghe bạn. Mấy con cua ngủ đông nó ngủ không có sâu đâu bạn. Không phải như mấy hang nước đâu. Chắc không có gạo đâu. Có chất bụng. Anh Thắng làm bụng dữ. Hỏi. Anh Thắng làm sao bụng dữ anh Thắng? Ai mà có thiếu canxi á, dài là lầm. Nó giòn hết bể à. Vô nè các bạn ơi. Mềm Thắng ơi. Hướng. Ở anh Thắng vô kìa, anh Thắng có xem nữa nè. Cô bạn thấy vậy á. Tối cái mình đi ra mình cắt mớ bông lúa đem về ta. Cua này mắc lắm nè. Cắt gì mình ngồi mình tuốt mình bán. Chết luôn. Thì không, không cái cục này dở lắm bạn đừng ăn. Không được hả? Nó béo. Gặp ngon quá trời ơi. Gặp xịn thôi. Gặp ngon thế ơi. Không phức gặp nha bạn. Nó ngủ quá. Biết sao mập không? Tại vì nó phải ăn đồ. Nó không có đi vận động. Nhưng ăn rồi ngủ không? Nó ăn đủ số lượng năng lượng nó trải qua nguyên cái mùa đó. Mấy tháng á. Nó ăn rồi nó ngủ nó đâu có vận động đâu. Nó đợi mưa xuống nó lên phải không? Đừng cứ gạch hết kìa. Mưa xuống lại lên nó đẻ đó. Đẹp tràn luôn nè. Không có gạch hết á. Hết chơi cái đều đâu luôn. Tí nhỏ có vỏ tràn luôn không gạch tràn ấy luôn. Không gạch này nó béo nha chứ phải thịt khối nha. Gạch này béo. Thôi ăn nhanh đi ngồi anh em mình lại bắt mới nữa. Chứ để chịu người ta bắt hết luôn. Ngon dữ hả? Một cát. Vô các bạn ơi. Các bạn nha. Không mình ăn ba cái sình này cho quen. Clip anh em mình là thực tế. YouTube nghèo hả Thắng? YouTube nghèo. Sao mềm nữa ta? Giòn. Ngon lắm luôn á. Không ăn. Nhìn cốm vậy. Giòn dữ hả? Trời ơi. Dũng nhai thế bể vậy. Sướng. Quá trời bẻ quá các bạn ơi. Con địch một mặt luôn. Ê hình như là người ta chỉ ăn cua bấm này phải không ta? Bấm này lấy gạch ra phải không? Đúng rồi. Nè. Con ghẹ là bấm như mày sao? Bấm cái chèo bơi. Nè bạn. Trời ơi học được cái chiêu đó rồi. Bấm ra thịt trơn luôn nè. Dứt. Vô bạn ơi. Bắt nhiều ta nói mình bị sảy. Nè vô bạn ơi. À. Trong nguyên con nhai thôi, lụm tới. Rồi cái cạp thịt thôi ơi. Khui hai con mua đỏ vậy anh. Nó khác mà thịt nè. Mua đỏ kia kìa. Đúng rồi. Nặng á. Nhìn nè. Cạn khác mà thịt. Ủa, sao đây không xin nè. Không xin không rồi. Con nó ốm hả? Con đó ăn này, con này làm biến đi ăn là ngủ không à. Lo ngủ không nè. Không làm việc. Thức, con này thức. Được nè. Ê, mấy con nhỏ này xin đi ăn nè. Mấy con nhỏ này xin đi ăn nè anh Thắng. Đúng rồi. Nguyên từng đứa luôn. Bà người có kinh nghiệm là mấy con mà... Con này xin đi được nè. Đúng rồi, mấy con mà mua bự không bằng. Thắng rút ra chó này con mấy con mua. Con này quá xiên luôn nè. Con này quá trời xiên luôn. Nó xiên vậy. Con này xiên luôn. Mua luôn kìa. À, để mấy bạn lắng nghe để anh Thắng truyền bài học bạn này mua lớn hơn mua bự mua nhỏ cho. Chị anh em mình làm đế
clip là chủ yếu bữa nay là hướng dẫn các bạn cua có thể bắt trên bờ chứ không cần bắt dưới nước. Bắt con cua ngủ đông á, dạo mùa đông rồi dễ bắt cua lắm, hang nó khoảng nhiêu đây thôi là nó ngủ đông rồi. Thì các bạn ơi, nói chung là anh em mình ở miền Tây thì anh em mình bắt được con gì ăn con nấy nha các bạn. Anh em mình không có cầu kỳ như những các em khác các bạn. Không phải cầu kỳ mà tại vì anh em mình không có kinh phí. Nói vậy đi. Chưa có màu mè được. Chưa có màu được. Chừng nào có kinh phí anh em mình mới vẽ màu được. Thì Thắng cũng thông qua cái clip này thì Thắng cũng thay mặt nhóm cảm ơn các bạn đã đồng hành suốt những năm qua với anh em mình nha các bạn. Thì các bạn xem thấy hay thì bình luận chia sẻ để anh em mình có cái động lực để ra những video tiếp theo các bạn. Thì bây giờ thôi anh em mình xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo các bạn. Và đừng quên donate nha các bạn.